Hello, xin chào các bạn, Mita đây. Mita là một tiến sĩ khoa học y sinh. Mình ở đây chia sẻ cho các bạn những cái bài học rất là cơ bản trong khoa học để giúp cho các bạn nâng cao chất lượng cuộc sống đời thường, đặc biệt là chất lượng cuộc sống của những người bệnh, giúp các bạn từ cái lúc bệnh nhiều hơn đến lúc bệnh ít hơn một chút xíu và nhanh chóng khỏe mạnh và có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Đó chính là Mita, nhưng mà nó chỉ hiệu quả khi các bạn còn có thể khỏe, chứ còn các bạn yếu quá thì cũng rất là khó, nên đừng có đổ lỗi cho Mita ham đã ha. Thì ở hôm nay Mita sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái câu hỏi mà trong khoảng thời gian qua các bạn hỏi Mita rất là nhiều. Đó là các bạn hỏi về giá đỗ xanh. Đó, các bạn hỏi về giá đỗ pha xanh liên quan đến bệnh nhân ung thư vú thể nội tiết dương tính. Thì các bạn biết không làm khi các bạn quan tâm về điều đó là các bạn quan tâm đến estrogen. Estrogen mà nó hoạt động như thế nào đối với những bệnh nhân ung thư vú thể nội tiết dương tính. Trong video này, Mita sẽ chia sẻ cho các bạn kiến thức, thông tin về điều đó. Kỹ nào mà các bạn nghe cảm thấy khó hiểu, các bạn có thể lướt qua, và đến cái chỗ nào dễ hiểu thì các bạn sẽ thu nhận. Bởi vì trong một video Mita có những đoạn Mita nói nó hơi sâu một chút xíu, nó hơi khó hiểu. Đối với một số bạn thì có thể cũng không cần hiểu, nhưng một số bạn thì rất là cần hiểu thì các bạn sẽ nghe. Còn đến những cái đoạn mà các bạn áp dụng thì Mita nói rất là đơn giản, ai cũng có thể áp dụng được các bạn nghe ha. Nhưng mà ngang đây một chút xíu Mita sẽ chia sẻ một tí. Trong những ngày gần đây là khoảng từ ngày 2 tháng 9 năm 2020 cho đến ngày 20 tháng 10 năm 2020 thì tại cái bên bè Mita TRAN sẽ tổ chức một cái trò chơi là cuộc thi ảnh online Kể Ca Ta Vẫn Sống. Chương trình trò chơi này sẽ tham gia với tất cả các bệnh nhân ca có thể đọc hiểu được cái nội quy của cuộc thi, đăng 2 tấm ảnh, một tấm ảnh thể dục thể thao và một tấm ảnh đời thường, và kèm theo một cái bài viết chia sẻ về cái hành trình sống cùng với bệnh của các bạn như thế nào. Qua đây thì cũng gửi lời đến tất cả các bạn là y bác sĩ, nhà khoa học ung thư, tất cả các bạn bệnh nhân và các bạn đang khỏe mạnh có những cái bài học, có những cái tầm nhìn khác và họ xây dựng cho họ một cái hướng đi tốt hơn. Mita đọc những cái bài tham dự vừa qua, Mita cảm thấy vô cùng là cảm động và cho mình những cái giá trị thật sự đặc biệt. Và các bạn nào chưa thi, các bạn hãy nhanh chóng tham gia kỳ thi này nhé. Giải thưởng cũng bự đó, giải nhất tới 10 triệu đồng lận, có 2 giải nhì và 15 giải ba luôn. Chúng tôi đang chờ đón các bạn. Xong rồi quay trở lại, khi mà các bạn quan tâm đến ung thư vú thể nội tiết dương tính và quan tâm đến giá đỗ xanh và cũng như nhiều thứ khác, đó chính là các bạn quan tâm đến phytoestrogen. Thì phytoestrogen, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chúng có tới 2 cái tác dụng đối với cơ thể của con người là vừa tích cực mà vừa tiêu cực. Tác dụng tích cực trong bệnh nhân ung thư vú có nghĩa là chúng sẽ giúp tiêu diệt tế bào ung thư vú. Mà tác dụng tiêu cực trong bệnh nhân ung thư vú là chúng sẽ làm tăng sự phát triển của tế bào ung thư vú và càng ngày khối u càng to hơn. 2 cái tác dụng này các bạn thấy nó rất là mâu thuẫn, nhưng các bạn nghe sau đây vì sao mà các nhà khoa học đã tìm thấy được như vậy. Sau đó rồi Mita sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng để các bạn lựa chọn được cái điều tích cực ha. Thứ nhất là phytoestrogen nó có ở trong hầu hết các loại thực phẩm, các loại thực phẩm thực vật, rau củ quả, các loại hạt nói chung. Nhưng nó có nhiều nhất mà người ta quan tâm là cái hạt mà có ảnh hưởng đến các bệnh nhân ung thư vú nhiều nhất là trong đậu nành, là một cái chất mà nó có ảnh hưởng nhiều nhất, nhiều nhất. Thì và thứ tiếp theo là các loại hạt khác. Đó, các loại hạt khác. Các loại hạt khác nó có lượng này cực kỳ thấp, cho nên có thể là các bạn yên tâm sử dụng. Và sau đây Mita chia sẻ vì sao chúng có 2 chức năng vừa tiêu cực vừa tích cực ha. Đầu tiên là chức năng tiêu cực trước. Tiêu cực là nó như thế này, Mita vẽ ở đây là cái hình tròn lớn bên ngoài là một cái tế bào ung thư, một cái hình tròn nhỏ bên trong là nhân của tế bào, và bên ngoài những cái dấu chấm tròn tròn này là những estrogen. Khi mà trong cơ thể của các bạn không có estrogen, bạn cũng không có hoạt động được tốt, khỏe mạnh đâu. Bạn cần phải có estrogen, bạn cần phải có để cho nó hoạt động là thuận lợi. Nhưng khi cái lượng estrogen này nó quá nhiều, hoặc là một cái gọi là estrogen receptor, gọi là một cái ổ khóa để đón nhận cái estrogen đó, Thì nếu mà một trong hai đó nó không cân đối thì bạn mới bị bệnh. Đối với bệnh nhân bị ung thư vú thể nội tiết dương tính thì cái estrogen receptor, có nghĩa là cái ER này nó rất là nhiều, nó có sẵn trong tế bào nhiều lắm. Nhưng khi bạn nạp rất là nhiều estrogen vào, giống như Mita vừa muốn nói là estrogen receptor nó là một cái ổ khóa, còn estrogen nó là cái chìa khóa, thì cái chìa khóa phải đi mở ổ khóa, đúng không nào? Thì khi mà cái ER nó rất là nhiều thì cái chìa khóa này bạn nạp nhiều quá mà, thì nó cứ tiếp mở. Thì khi nó mở nhiều cái ổ khóa như vậy thì đương nhiên cơ thể của bạn nó phải có chức năng chứ, đúng không? Đó, thì khi bạn dung nạp rất là nhiều estrogen vào, dung nạp rất là nhiều cái chìa khóa estrogen vào, bạn sẽ đi mở rất là nhiều cái ổ khóa estrogen được receptor đó. Thì sau khi mở thì bạn sẽ có một cái phức hợp, một cái ổ khóa dính với cái chìa khóa đó, nó làm cho sự thay đổi biểu hiện gen bên trong tế bào. Bên trong tế bào nó chạy vào tới đây, chạy vào trong cái vòng tròn nhỏ. Sự thay đổi biểu hiện gen này nó làm cho cái tế bào này càng ngày càng phát triển, có nghĩa là nhân ra rất là nhiều tế bào khác. Thì trong trường hợp này, giả sử như bạn dung nạp quá nhiều estrogen vào mà cơ thể của bạn là đang gọi là estrogen positive, có nghĩa là estrogen receptor positive, có nghĩa rất là nhiều cái ổ khóa, thì cái tế bào càng ngày càng phát triển là nguyên nhân như thế, ha. Như vậy bạn thử hỏi cái estrogen này có từ đâu? Estrogen này nó sinh ra trong cơ thể người và nó có thể được dung nạp từ thực phẩm, thực vật lẫn động vật. Như vậy thì cái estrogen thực vật người ta được gọi là phytoestrogen. Thì cái phytoestrogen này nó có hình dạng khác, nó có hình là tam giác như người ta mô phỏng. Cái hình tam giác này mà cái estrogen receptor nó có sẵn bên trong tế bào là nó có cái hình bào dục. Thì cái chìa khóa tam giác không thể nào mở cái chìa khóa bào dục được. Nó phải cần có một cái sự chuyển đổi bởi một số enzyme thì nó mới mở được. Mặc dù cơ thể của bạn nó có rất là nhiều cái ER dương tính, có nghĩa rất là nhiều bên trong, nó có nhiều cái ổ khóa rồi, nhưng mà cái chìa khóa của bạn nó không có vừa, cho nên bạn không có mở được. Vậy thì cái phytoestrogen này nó lại tham gia một cái chu trình khác, nó là thực hiện một cái chuyển hóa khác và nó nhờ một vài cái enzyme để chuyển hóa thành. Trong trường hợp này thì cái chìa khóa này nó không mở được cái ổ khóa, thì cái tế bào này nó không có điều khiển sự biểu hiện gen bên trong, nó không có vào được bên trong nhân này điều khiển biểu hiện gen bên trong, và từ đó tế bào này sẽ bị chết đi. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà cái phytoestrogen này, cái hình tam giác này rất là nhiều và cơ thể của bạn đang bị rối loạn cái ổ khóa là estrogen receptor này, thì cái sự rối loạn này có thể nó ở cái cấu trúc lại vừa với lại cái chìa khóa bạn có, là bạn bị bệnh mà. Nó giống như là một cái dạng thể, có thể gọi là thể đột biến vậy đó, có thể là một gọi thể bất thường. Thể bất thường thì đúng hơn, đúng không? Thể nó không bình thường, thì cái ổ khóa này nó bị biến dạng không bình thường mà lại nó vừa với cái chìa khóa phytoestrogen bạn đang có, thì nó mới xảy ra, quay trở lại nó xảy ra trường hợp này. Vì vậy là để hiểu được cái điều Mita vừa nói, ở góc độ nào là nó tích cực và góc độ nào nó tiêu cực. Góc độ tích cực hay tiêu cực nó phụ thuộc vào liều lượng phytoestrogen mà bạn dung nạp vào bên trong cơ thể. Đó, phụ thuộc vào liều lượng, phụ thuộc vào chủng loại mà estrogen bạn nạp vào bên trong cơ thể, cũng phụ thuộc vào những cái vấn đề về đặc điểm gen của bạn bên trong cơ thể nữa, chứ nó không chỉ đơn thuần như vậy đâu. Như vậy thì mình suy ra một cái vấn đề là một cái sự so sánh giữa đậu xanh và đậu nành. Bạn so sánh, Mita mô phỏng hai cái chai nó giống nhau về cái thức hình dạng bên ngoài, nhưng cái khối lượng bên trong nó hoàn toàn khác nhau. Điều đó chứng tỏ rằng là một lượng lớn đậu xanh như thế này chứa cái phytoestrogen rất là bé, so với cái lượng bé hạt đậu nành như thế này nhưng chứa phytoestrogen rất là nhiều. Thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng là khoảng 100g đậu xanh này có chứa khoảng 180 đến 200 microgram phytoestrogen thôi. Mà 100g này ở dưới dạng là giá đậu xanh, giá đậu xanh cho nên nó ít lắm, chứ còn giá đậu chừng này ra chắc mấy ký giá đậu xanh rất là ít. Thì nhưng 100g đậu nành thì có tới hơn 100.000 microgram estrogen, là cái sự gấp gấp đôi về cái lượng phytoestrogen giữa hai cái loại này, gấp tới 500 đến 600 lần. Có nghĩa là khi mà bạn sử dụng 100 gram đậu xanh thì tương đương với một sử dụng 1 đến 2 muỗng đậu nành thôi. À, rất là ít, là sự khác biệt vô cùng lớn. Do đó là bạn, trong trường hợp bạn là người bệnh nhân ung thư vú mà thể nội tiết dương tính, bạn sử dụng đậu xanh hoặc là bạn sử dụng giá đậu xanh thì bạn vẫn có dung nạp phytoestrogen nhưng lượng vô cùng thấp, và nó là dẫn đến một cái hiệu quả tích cực hiệu quả tích cực là hiệu quả giúp sự tiêu diệt tế bào ung thư chứ không phải dẫn đến một hiệu quả tiêu cực là hiệu quả tăng sinh tế bào ung thư ở đây. Do đó nếu mỗi ngày bạn sử dụng là một lượng giá đỗ xanh khoảng 100 gram đến 200 gram đổ lại, chuyện đó bình thường và bạn vô cùng khỏe mạnh, bạn không lo gì hết, mà đồng thời nó không góp phần vào trong cái sự là tiêu diệt tế bào ung thư vú của các bạn nữa đó, nên bạn không có lo gì cả, không có lo. Hôm nay Mita chốt lại cái video này, đó chính là các bạn lo lắng quá nhiều về cái việc bệnh nhân ung thư vú thể nội tiết thì có được ăn đậu xanh hay là giá đỗ xanh hay không, vì các bạn lo đến phytoestrogen nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tế bào ung thư. Thì sau khi Mita phân tích như vậy thì chúng vẫn có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển tế bào ung thư nếu bạn rất là nhiều. Mita bảo là một ngày bạn ăn khoảng 1 chén như thế này mà ăn 600 chén như vậy, 600 chén như vậy, 600 chén như vậy, bạn ăn thường xuyên thì có ảnh hưởng, nhưng bạn ăn có 1 chén thôi là bạn vô cùng ok và lại tốt cho sức khỏe của bạn nữa. Và vì sao thì bạn Mita đã phân tích hết rồi ha. Mình hy vọng rằng các bạn hiểu rõ, nắm vững vấn đề, thực hành đúng và các bạn không phải lo lắng gì nhiều để các bạn có một cái sức khỏe tốt hơn và cải thiện sức khỏe hơn mỗi ngày. Đó là thông điệp của Mita muốn gửi và chúng ta hãy tạm dừng ở đây. Bye bye. Đây là giá đỗ xanh nè. Và đây là thông tin cuộc thi Kể Cả Ta Vẫn Sống. Các bạn chú ý tham dự nhé, rất là tuyệt vời đấy. Mita cảm thấy rất là hạnh phúc về các bạn để chia sẻ được hành trình của các bạn, từ đó giúp cho Mita và cũng như rất là nhiều người sống có ích hơn, tích cực hơn rất là nhiều. Bye bye.